Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân của cặp Adam, mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông đã cho Như Pháp bài học, và kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ trước khi con thỉnh ngài, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức Tề Đức Kiều Quang Lâm vào đạo tràng. Kinh Tiểu Bộ Khuất Thanh Cá Ni Ca Giá Itivut Ca Cá chương 3, ba pháp phẩm 2, bài 64 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này. Thế nào là ba? Thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành, không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện. Khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hà liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Bài 65 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế nào là ba? Thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh, ý thiện hạnh. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hành lành. Khi thân hoại mạng chung với trí tuệ từ thắng, vị được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, hai bài chánh văn con đã đọc xong. Con xin thay mặt đại chúng tông gươm thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Trệ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ, đạo tràng nha ngài khỏe, rất là mừng. Dạ, con xin gửi lời của đạo tràng kính chúc sức khỏe của ngài. Dạ, bây giờ thì con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Đức cùng các vị tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học luôn cả hai bài 64 và 65. Vì trong hai bài này, hãy chúng ta hiểu được bài này thì chúng ta sẽ hiểu được bài kia. Có cái sự đối xứng với nhau về ý nghĩa. Chúng sinh tạo nghiệp,
Do ba hành là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành kaya samachara, tức là cái sự hành động miền thân. Khẩu hành cũng gì samachara, tức là sự hành động bằng cái hành vi lời nói, và ý hành mano samachara là cái hành động, tức là cái ý nghĩ. Nói cách khác đó, tức là hành động, lời nói và tư tưởng, đó là ba hành. Trong cái bài kinh số 64 thì Đức Phật đã giải về có ba ác hành. Cái chữ ác hành đó là cái chữ đun cho đại tát, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, ca giác đun cho đại tát, quá chi đun cho đại tát và mano đun cho đại tát. Nói ác hành này được tạo bởi tâm bất thiện, chúng tự tham hai tâm sân và hai tâm si. Khi mà nói đến thân ác hạnh hay là thân ác hạnh, thì ở đây lời nói ở đây là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cái đó là thân ác hạnh. Còn khẩu ác hạnh có bốn là nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó phù ích. Và ý ác hạnh ở đây tức là tham lam, sân hận và tà kiến. Nếu mà nói theo chi pháp thì không có thiện, mình nó tạo ra cái sắc tâm thân biểu tri, nó gọi là thân ác hạnh. Còn người bất thiện mà nó tạo ra sắc tâm khẩu biểu tri thì đó được gọi là khẩu ác hạnh. Tất nhiên khẩu biểu tri đó phải phối hợp với sức thinh nữa, gọi là khẩu thinh biểu tri. Cái đó là chúng ta nói theo chi pháp. Còn ý ác hạnh đó,
là nói về cái tư tưởng suy nghĩ. Chỗ này chúng tôi cần phải phân biệt. Có người họ nhầm tưởng, họ nói đã gọi là tâm bất thiện rồi thì tại sao mà nói tâm bất thiện tạo ra ý ác hạnh? Ở đây chúng ta đọc trong bài kinh Sivitapa, Sivitapa, kinh nên hành trì và không nên hành trì. Ở đây Đức Phật Ngài có thuyết rằng thân hành này các tỳ kheo có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Khẩu hành có hai loại, một loại nên hành trì, một loại không nên hành trì. Ý hành có hai loại, một loại nên hành trì và không nên hành trì. Tâm sân có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Kiến đắc có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Ngã tánh đắc có hai loại, một loại nên hành trì và không nên hành trì, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong kinh đó, khi mà Đức Phật Ngài nói đến cái pháp môn đó thì ý hành là khác mà tâm sanh là khác. Tôn giả Sa Lợi Phất Ngài giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài kinh này. Ý hành tức là cái tư tưởng suy nghĩ. Còn tâm sanh tức là cái trạng thái tâm nó khởi lên. Thì ở đây ý hành nó thuộc về bất thiện. Thì ý hành đó tức là suy nghĩ, tham muốn, suy nghĩ sân hận, thù oán và suy nghĩ những điều sai với sự thật, tức là tà kiến. Cái đó chúng ta gọi là ý hành bất thiện. Còn cái tâm sanh Cittapada đây là chỉ cho tâm tham, tâm sân, tâm si. Nó đơn thuần thôi. Đơn thuần chỉ là tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng từ cái tâm sanh đó mà nó tạo ra thân hành, từ tâm sanh mà tạo ra khẩu hành, từ tâm sinh mà nó tạo ra ý hành. Cho nên ở đây giữa cái ý hành và tâm sinh nó có cái sự khác nhau, chứ đừng có nhầm tưởng là tâm sinh tâm ý chúng ta đừng có nghĩ rằng tâm là ý rồi cái cho rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết như vậy tức là duyên thừa. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài giảng giải làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý và bất cứ hạnh gì
được gọi là hạnh ác, không là nghiệp lành nào làm nhiều nghiệp không thiện khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt, vì ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ở đây thân sắc không thiện nó tạo ra đủ ba hành là thân khẩu ý. Những chúng sinh mà tạo ác nghiệp về thân sẽ mang lấy quả dị thục khổ đau ở trong kiếp tương lai, tái sinh ở cảnh giới khác như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và khi trở lại là người thì họ cũng tạo ra, họ cũng bị cái quả dị thục đó đưa đến cái quả khổ đau. Có một anh chàng thanh niên nọ đi thọ sư học đạo, và anh ta thiện nghệ về cái tài bắn cung. Hồi xưa thưa quý vị, học trò mà tầm sư học đạo đó, họ giỏi từng bộ môn tùy theo cái khuynh hướng của họ. Cho nên những vị giáo sư, những vị thầy sư Tất Cả Si La, các vị đó tùy theo học trò ưa thích môn nào thì sẽ có những vị giáo sư để dạy môn đó, có những vị thầy để dạy môn đó. Anh ta học lành nghề là một tay cung thủ thị xạ, nhưng mà ông thầy đoán biết tên chàng này, người học trò này với cái thiện xạ về bắn cung, anh ta sẽ tạo nên nhiều ác nghiệp, cho nên mới khuyên nhắc người học trò trước khi rời nhà trường để đi về quê. Ông thầy dặn rằng là con hãy mới cái tâm hiếu thắng lại, và con đừng có tạo nhiều ác nghiệp, nếu không thì cuộc đời của con rất là đau khổ. Anh ta nghe lời thầy, anh ta trở về quê và anh ta cưới vợ sinh con, sau đó anh ta trở thành một tên thợ săn. Khi mà anh ta đi vào rừng, anh ta gặp ba con khỉ, một con khỉ cái và hai con khỉ con, như là ba mẹ con vậy. Anh ta giương cung nhắm bắn thì một con khỉ con dường như là nó ra, nó đón cái mũi tên để mà nó che chở cho mẹ và em. Nhưng mà người em, con khỉ em thì nó lại dành ra ở phía trước để nó đón cái mũi tên đó. Thế là anh thợ săn, anh nhẫn tâm, anh giết hết cả ba mẹ con với ba mũi tên. Anh ta tạo ác nghiệp như thế, nhẫn tâm như vậy,
Khi mà anh ta trở về nhà, anh ta gánh ba con khỉ trên vai và đi về nhà. Thì một trận mưa sét đánh vào nhà của anh ta làm cho nó bốc cháy, và anh ta ném xác ba con khỉ đó, anh ta chạy riết vào nhà để cứu vợ và con. Nhưng mà khi anh ta vào nhà thì cái cây đồng cai, cái kèo nó đang cháy, nó rớt xuống trên đầu của anh ta và anh ta chết ngay tại chỗ. Anh ta phải, anh ta bị sanh xuống địa ngục do ác nghiệp mà anh ta đã làm. Thì ở đây còn nhiều cái câu chuyện khác mà trong kinh ghi lại một kẻ mà tạo cái thân ác nghiệp đó, thì nó bị khốn đốn trong tương lai. Hiện báo nghiệp thì bị sinh báo nghiệp cũng bị khổ, rồi hậu báo nghiệp cũng bị khổ. Chúng ta đọc ở trong kinh điển có rất nhiều trường hợp dầu cho đệ tử của Đức Phật, những vị thánh đi nữa, nhưng mà tạo ác nghiệp trong quá khứ thì bây giờ cũng bị khổ. Như chúng ta biết là tôn giả Pahiya cũng bị con bò hút chết, ngài là vị A-la-hán. Bukusati Đắc A-na-hàm cũng bị bò hút chết. Rồi thanh niên Tâm Bát, Đăng Tát, Tâm Bát Đăng Tát cũng bị bò hút chết. Rồi người cùi Suppabhutha nghe pháp đắc tu đầu quần, rồi khi mà ra về cũng bị bò hút chết. Có những nhân vật đó đó, Đức Phật ngài nhắc lại tiền kiếp cho các vị tỳ kheo nghe, con bò đó không phải là con bò thật, mà con bò đó là dạ xoa nó hiện hình làm con bò. Tiền kiếp của dạ xoa này là một ả kỹ nữ, và bốn nhân vật mà chúng tôi vừa kể trong quá khứ là bốn chàng thanh niên bỏ tiền ra để bướng cái cô kỹ nữ đó đi theo chơi và đem ra ngoài cái bìa rừng chỗ vắng vẻ cùng nhau mà vui thú, rồi sau đó hãm hiếp giết chết cô ta luôn, cướp đoạt tài sản trên người của cô ta. Vì do vậy cái cô kỹ nữ này của quan trái mãi cho đến cái kiếp cuối cùng cũng còn quan trái. Thì xoa đó bắt đầu đi tìm bốn cái nhân vật đó, một chàng thanh niên ở trong quá khứ đã hãm hiếp cô ta, bây giờ là ngài Ba Giá, một chàng thanh niên khác là du sĩ Pukusati, một chàng thanh niên khác nữa là thiện nam Nanda, và một chàng thanh niên khác là người cùi Suppabhutha.
Bốn chàng thanh niên đó vì đã tạo cái thân ác nghiệp sát hại cái cô kỹ nữ, mà giờ đây phải bị chết, dầu cho các vị đó hiện tại là bậc thánh tu đà quần, bậc thánh a hàm a na hàm và một vị là bậc thánh a la hán. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tạo ác nghiệp ngay trong hiện tại, chúng ta chưa thấy gì đâu. Có những người thân sắc sanh trầm cấp không vân, họ vẫn sống nhẫn nhơ, nhưng mà đó là quả chưa chín mùi. Khi chín mùi rồi thì lúc bây giờ họ mới chịu đắng cay. Cho nên chúng ta phải tránh cái ác nghiệp đó. Một người tạo cái khổ nghiệp cũng vậy, đừng cho rằng là cái khổ nghiệp nó nhẹ hơn thân nghiệp, không đâu thú vị. Khổ nghiệp như nói dối, nó ly gián, nó độc ác, nó vô ích, sau này nó sẽ đưa đến cái hậu quả cũng đắng cay trong dòng sanh tử luân hồi, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Có những loài ngạ quỷ mà ở trong miệng cái miệng của nó, cái lưỡi của nó như cây kim nhỏ vậy nè, hoặc là có những ngạ quỷ cái miệng nó hôi thối lửa cháy từ ở trong miệng, đó là do cái khẩu nghiệp ác ở trong quá khứ mà nó đã tạo. Đó là chúng ta chưa nói đến trường hợp khi mà quả dự sót sanh trở lại là người. Phải chịu nhiều cái sự khổ đau. Rồi sao có người bị người khác lừa đảo để chiếm đoạt tài sản? Người này trong thời quá khứ đã từng nói dối, dối gạt người khác, cho nên bây giờ dễ bị mắc lừa. Một người nói đâm thọc ở trong quá khứ sanh xuống địa ngục, khi mà trở lại là người, khi mà quả dư sót sanh làm ngạ quỷ, ngạ quỷ xong rồi chuyển sang kiếp người, người đó luôn luôn trong cái kiếp sống phải bị mang nhiều hậu quả về cái sự đâm thọc. Thí dụ như họ sống ở trong một cái hội chúng, họ bị người khác gièm pha đâm thọc để rồi họ bị đuổi, để họ bị hành hạ, bị đánh đập, luôn luôn lúc nào cũng bị người ta chia rẽ. Khi mà có vợ có chồng ở trong gia đình như vậy, bị người khác họ chia rẽ làm cho phải bị đau khổ, đó là do quả nghiệp của sự đâm thọc trong quá khứ. Một người mang cái nghiệp khẩu nghiệp đó đầu ác của vậy, tức là bị người khác mắng chửi, người khác làm cho họ phải bị khổ vì cái lời nói,
Đó cũng là do cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ác, nói lời ác, rồi nói lời vô ích. Tại sao ở trên đời này có người lời nói của họ không có giá trị? Nói ra bị người ta khinh khi, người ta chì môi, người ta chê bai. Là vì cái người này ở trong quá khứ đã quen nói cái lời nói vô ích. Lời nói làm cho người khác bị mất lợi ích, bị phiến diện, vân vân. Cho nên bây giờ bị quả nghiệp là lời nói không có giá trị. Cho nên những cái khẩu nghiệp ác, chúng ta đừng nghĩ rằng là nó nhẹ hơn thân nghiệp, không có, nó cũng phiền toái lắm thưa quý vị. Có những người bây giờ họ bị vu khống, họ bị người khác lừa gạt, hay là lời nói của họ bị người khác bỏ qua một bên, thì bắt đầu họ, người này họ cảm thấy khổ đau, cái họ bắt đầu họ than thở. Tại sao tôi hiền lành mà tôi bị người khác đâm thọc, người khác chia rẽ, vân vân. Nhưng mà nếu là một người Phật tử thì chúng ta suy nghĩ cái này là do cái khẩu ác nghiệp ở trong quá khứ mình làm, cho nên mình bây giờ bị hậu quả vậy thôi. Bây giờ mình cố gắng từ bỏ khẩu ác nghiệp đi, quả mai có thể chuyển tới nghiệp được. Nhưng cái quan trọng nhất là chính do chúng ta sửa lại cái khẩu hành của mình ngay trong hiện tại, thì trong tương lai chúng ta có thể chuyển hóa được cái nghiệp. Điều đó trong cái bài học thứ 65 chúng ta sẽ học tới. Còn ý ác nghiệp, những cái tư tưởng suy nghĩ quấy, nó cũng tạo ra nghiệp thưa quý vị. Cô Kalika là vị tỳ kheo theo phe nhóm của Devadatta. Khi mà tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana, hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật, đi đến để thuyết phục và kéo 500 vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia đó từ bỏ đề bài đất đa để trở về với Đức Phật. Và 500 tỳ kheo trẻ đó khi trở về với Đức Phật thì chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Cô Kalika thì không có đi theo hai vị thượng thủ tinh văn, vẫn trung thành với Devadatta. Và cô Kalika rất là ghét hai vị thượng thủ tinh văn ngày Xá Lợi Phất và Bụt Ngài Liên. Và với cái ý nghĩ quấy ác, cho rằng Sariputta và Moggallana là ác dục, cái sự ham muốn xấu xa, vân vân. Thì lúc đó các vị vọng thi xuống cũng khuyên ngăn. Mình suy nghĩ như vậy, và Đức Phật ngài đi đến là ngài cũng khuyên cô Kalika đừng có suy nghĩ như vậy không tốt. Nhưng mà cô Kalika không nghe và vẫn chấp cái tư tưởng đó, cái suy nghĩ đó, suy nghĩ sân hận với hai vị thượng thủ tinh văn là hai bậc A-la-hán. Thì với cái nộ khí đó, nó khiến cho cô Kalika
bị một cái chứng bệnh gọi là bệnh ngoài da, anh nổi ghẻ, nổi nhọt, u nhọt. Lúc ban đầu thì nó chỉ nhỏ bằng cái hạt mè, rồi sau nó bắt đầu nó lớn bằng hạt đậu, rồi bằng cái hạt nhãn, nó làm thành mủ, nó bưng mủ, đau nhức khó chịu vô cùng. Và khi mà nó nhiều quá toàn thân như vậy, cô Ca Lê Cá không thể chịu đựng được và mệnh chung sanh xuống địa ngục. Ở đó là do cái ý ác nghiệp, Đức Phật đã tuyên bố rằng do ý ác nghiệp. Cho nên là chúng ta cũng nên nhớ rằng dầu chỉ là ý ác nghiệp cũng không nên suy nghĩ, chớ đừng có cho rằng là chỉ mới có suy nghĩ không thì nó còn nhẹ, nhẹ tội hơn là khẩu, tạo cái khẩu nghiệp, tạo cái thân nghiệp, cái nào cũng khổ thôi quý vị. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thì bây giờ nó đối ngược lại với ba ác hạnh thì có ba thiện hạnh. Ba thiện hạnh này gọi là Sucharita, tức là cái sở hạnh tốt đẹp. Kaya Sucharita là khẩu thân thiện hạnh, Vachi Sucharita là khẩu thiện hạnh, và Mano Sucharita là ý thiện hạnh. Ở đây nếu mà chúng ta nói về tâm mà tạo ra ba cái thân thiện hạnh, tạo ra thân thiện hạnh, khổ thiện hạnh, ý thiện hạnh đó, thì chúng ta phải biết đây chỉ là cái tâm thiện. Nhưng mà cái tâm thiện dục giới Kama Vachara Kusala Chitta, tâm thiện dục giới thì tạo đủ ba hạnh, ba thiện hạnh, về thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Còn cái tâm thiện sắc giới, vô sắc giới và tâm thiện siêu thế thì nó chỉ là ý thiện hạnh mà thôi. Bởi vì đó là những cái tâm thiền, tâm đạo quả, chỉ bằng tư tưởng chứ đâu có bằng thân hay bằng khẩu được. Và như thế nào gọi là thân thiện hạnh? Ở đây, nếu mà chúng ta nói trên khía cạnh thiện nghiệp đạo Kusala Kammapatha, thì cái thân thiện hạnh này tức là sự từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trận, từ bỏ tài dâm, khẩu thiện hạnh tức là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói lời vô ích. Còn ý thiện hạnh tức là ly tham, vô sân và có chánh kiến, là chúng ta nói 10 cái Kusala Kammapatha. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói đến Punya Kriya Vathu, tức là phước nghiệp sự đó, thì chúng ta nên chú ý rằng những cái hành động như bố thí,
là cung kính, phục vụ, thính pháp, vân vân, cái đó thuộc về thân thiện hạnh. Còn khổ thiện hạnh như là chúng ta giữ giới, chỉ nói lời chân thật, không nói dối, nói lời dịu ngọt, không nói độc ác, nói lời hòa hợp, không nói chia rẽ, nói lời hữu ích, không nói lời vô ích, thì như vậy nó thuộc về khổ thiện hạnh. Khi mình thuyết pháp cho người khác nghe, tức là mình nói những lời hữu ích, thì đó cũng thuộc về khổ khổ thiện hạnh. Còn về ý thiện hạnh thì nó bao gồm luôn cả khi mà khởi lên cái tâm thiện, bố thí, tâm thiện trì giới, tâm thiện tu tiến, tâm thiện cung kính, tâm thiện phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hướng phước và cải chánh tri kiến, thì 10 điều đó nó thuộc về ý. Ý nó đồng sanh với thân, với khẩu, chúng ta gọi là thân ý, khẩu ý, thân khẩu ý. Nó có ba trường hợp như vậy. Thì ở đây đó, thí dụ như thế này, một người có tài sản, nhưng mà họ nghĩ đến tài sản, họ không bị dính mắc, họ có cái tâm xả, xả tài, có tâm xả tài, thì như vậy nó mới là ý thiện hạnh. Nhưng với cái tâm xả tài đó, họ mới đem tài sản để họ bố thí cho những người nghèo khổ, hay là họ làm phước trai tăng, hoặc là cúng dường để các vị sa môn, vân vân. Thì như vậy nó trở thành cái thân thiện hạnh. Những người cái tâm ý chân trực, ngay thẳng, thành thật, thì cái đó là ý thiện hạnh. Nhưng mà từ cái tâm chân trực, thật thà, các anh ta nói những lời nói chân thật, không nói dối, từ cái tâm mát mẻ là ý hành đó, các anh ta nói những lời nói dịu ngọt, từ cái tâm hoan hỷ với chúng sanh hòa hợp, họ từ bỏ cái lời nói ly gián, thì cái đó là khổ thiện hạnh. Cho nên cái ý hành, ý thiện hạnh nó trước rồi nó tạo ra cái khổ thiện hạnh sinh sau. Chúng ta nhớ được. Thì với một người khi mà họ tạo được cái thân thiện hạnh, khổ thiện hạnh và ý thiện hạnh như vậy, Đức Thế Tôn nói rằng từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩa ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác, không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Thì ý nghĩa này nó cũng dễ hiểu chứ không phải là khó. Ở đây chúng ta chỉ cần nói thêm những cái trường hợp một người mà
thân từ bỏ sát sanh, từ bỏ sự đánh đập đả thương chúng sanh khác. Thì ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật này dạy rằng người nam hay người nữ mà từ bỏ sắc sanh do cái quả nghiệp thiện đó, chứ thì cõi trời nếu trở lại làm người thì người đó sẽ sống trường thọ, người không sắc sanh, đó là thân thiện hành. Người mà không có đánh đập đả thương chúng sanh khác thì sau khi chết được sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thì người này sẽ có cái thân khỏe mạnh, ít có bệnh hoạn. Đó là quả của thân thiện hạnh. Người mà nói những lời chân thật thì sau này cái quả dị thục là người đó lời nói có tín nhiệm. Lời nói của Đức Phật đó, thưa quý vị, dù cho ngoại đạo họ cũng rất tin tưởng lời nói của Đức Phật. Thậm chí khi mà có những bài la môn muốn mở một cái tế đàn để cúng tế thần lửa, nhưng mà ông Bà La Môn đó ông nghĩ rằng ta hãy đi đến để hỏi Sa-mu Gautama, vì ngài biết rõ tế đàn nào nó có lợi ích và tế đàn nào không có lợi ích. Sa-mu Gautama dạy như thế nào ta sẽ làm như thế đó. Quý vị thấy bàn môn ngoại đạo như thế mà họ vẫn tin tưởng Đức Phật, tin tưởng lời nói của Đức Phật. Bởi vì sao? Vì cái thân, cái khẩu nghiệp của ngài trong quá khứ là chỉ nói những lời chân thật, nói lời hòa hợp, nói dịu ngọt, nói lời hữu ích. Ở trong đại ở trong trường bộ kinh, cái về kinh Đại Nhân Tướng, tức là tướng của bậc đại nhân Mahapurisalakhana Sutta, Đức Phật này nêu lên những cái tướng, tướng tốt của một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài có cái miệng, cái đôi môi đẹp, ngài có 40 cái răng đều đặn, trong sáng, sạch sẽ, hơi thở từ trong miệng ngài, cái hơi thở nó thơm như mùi hoa sen vậy đó. Âm giọng của ngài nó rõ, trong ẩm, những nhịp tiếng chim ca tầng dạ la. Những cái khẩu nghiệp đó, Đức Phật ngài tuyên bố rằng sở dĩ mà ngài được những cái tướng đại nhân như vậy đó là do trong đời quá khứ khi còn là vị Bồ Tát, ngài đã thực hành những cái khẩu thiện hạnh nó liên quan đến khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp tốt, khẩu nghiệp thiện, cho nên ngài được cái quả gì thuộc như thế. Rồi ở đây thưa quý vị, bị ý thiện hạnh, khi một người
suy nghĩ cái gì họ suy nghĩ? Ly tham, suy nghĩ vô sân, tức là không có nóng nảy, không có sân giận. Họ có chánh kiến, cái đó gọi ý thiền hạnh, nó cũng tạo ra cái nghiệp tốt thôi. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài đến đứng trước cửa nhà của một vị Bà La Môn, Kèo Kiết, con trai của Bà La Môn đó là cậu Mát Thất Cô Đa Lý, năm đó mới 16 tuổi mà mắc cái chứng bệnh quái ác và sắp chết. Người cha vì bỏng sẻn sợ để trong nhà, rồi bà con lớn sớm đi đến đi vào nhà để thăm thăm bệnh, rồi nhìn thấy cái tài sản, rồi họ xin xỏ mất, rồi phải cho họ, thì như vậy nó hao hết sẵn. Cho nên ông Bà La Môn này nghĩ con mình nó sắp chết rồi, thôi bây giờ hãy đem để nó ngoài mái hiên nhà, ai đi đến thăm hỏi thì đứng ở ngoài sân thăm được rồi, thăm xong đi về, chúng ta bỏ sẽ như thế. Nhưng mà cậu Mát Thất Cô Đa Lý có duyên lành với Đức Phật, sáng hôm đó Đức Phật ngài đi khất thực, ngài đứng trước cửa nhà, cậu ta đang xây mặt vào trong vách nhà, Đức Phật ngài phóng hào quang sáng chói, nhìn thấy ánh sáng lạ như vậy đó, cậu Mát Thất Cô Đa Lý xoay người ra thì nhìn thấy Đức Phật. Cậu ta phát tâm tịnh tính, tức là có niềm tin nơi Đức Phật, hoan hỷ với Đức Phật. Khi đó cậu ta mới suy nghĩ rằng, con kính lễ Đức Phật, con kính lễ Đức Phật, con kính lễ Đức Phật. Khi mà cậu ta vừa khởi lên cái tư tưởng kính lễ Đức Phật đó bằng cái lòng tịnh tính, cậu ta mệnh trung và sanh về cõi trời Đau Lợi Tao Xá. Sau đó thiên tử Mát Thất Cô Đa Lý đã hiện xuống cõi người và thuyết phục cha của mình đi đến viếng thăm Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật ngài thuyết pháp cho nghe cái bài kệ Pháp Cú số 2 mà nó bút băng gầm ma thăm mâm mà nó sẽ thăm mà nó mới ra. Ý dẫn đời pháp pháp đi làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Thì thiên tử Mát Thất Cô Đa Lý và ông Bà La Môn đó đều chứng quả thu được quần. Thì ở đây đó, lúc bắt đầu Bà La Môn đó nghe vị trời Mát Thất Cô Đa Lý, thiên tử Mát Thất Cô Đa Lý nói rằng, ta là con trai của ông trong tiền kiếp, giờ phút lâm chung khởi lên lòng tin với Đức Phật, mình được sanh về cõi trời, ông ta mới đi đến hỏi Đức Phật có thật vậy không, chỉ khởi lên lòng tin là đã được sanh về cõi trời, không cần làm cái gì cả. Thì Đức Phật nói rằng khởi lên lòng tin với Như Lai và sanh về cõi trời là phải, cái việc đó phải. Ngài xác nhận là có trường hợp Mát Thất Cô Đa Lý đã khởi lên lòng tin của ngài mà mệnh chung sanh được cõi trời. Thì như vậy thân khẩu ý hiền thiện tốt đẹp, nó là những nghiệp lành, mà từ những cái nghiệp lành này nó tạo ra
cái thức tái sinh để sau khi mạng chung ở kiếp này sanh về cõi trời. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta không phải chú ý, mai mốt chúng ta học các cái đề thi khác chúng ta sẽ gặp cái trường hợp cái chữ sa đề quốc căn, sa đề quốc căn là cùng với cảnh giới chư thiên. Tại sao mà sa đề quốc căn mà không dịch là chư thiên, không dịch là cõi trời không? Bởi ở đây theo trong chú giải thích, khi mà nói đến sa đề quốc căn là phải hiểu rằng là chỉ cho 27 cõi vui, trong đó có cõi nhân loại, cõi nhân loại cũng gọi là Suvati. Chư thiên, Tứ Thiên Vương Đau Lợi, Dạ Ma Đau Xuất, Quái Lạc Thiên Thao Quá Tự Tại cũng là cái cõi vui Suvati. Mà các vị phẩm thiên, sắc giới, bộ sắc giới cũng là Suvati. Và khi nói đến sa đi và căng thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái cõi vui và cõi nhân loại. Sáu cõi chư thiên và 20 cõi phẩm thiên. Nguyên chung gì? Cho nên khi mà chúng ta tạo được cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, hay là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thì sau khi chúng ta bệnh chung ở đây, chúng ta sẽ được tái sinh được cảnh giới an lạc. Cho nên trong cái việc tu tập của người Phật tử, chúng ta chỉ cần tu hai cái pháp chúng ta chú ý. Cứ tu tập từ bỏ ác hạnh về thân khẩu ý và trau dồi thiện hạnh thân khẩu ý, như vậy là tốt lắm rồi thưa quý vị. Chúng tôi xin được dứt bài giảng hôm nay ở đây. Chúc quý vị được sự an vui tiến hóa và tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Thầy. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Không biết Thượng Tọa Minh Hạnh còn ở trong room, xin thỉnh. Xin thỉnh tụng kinh phúc chúc ngắn, rồi chúng ta qua bên room lớp Phật Pháp. Nam mô Thầy nhé. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba buddha nirvāgave nesadā sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang